Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Cây Na Thái, ăn trái Na Thái, Thầy Đỉnh, Thuận Hưng, Thống Đốc, Cần Thơ. Thì hôm nay thì em đang chuẩn bị lên một cái đơn hàng, nguyên cả một cái quy trình làm trái mãng cầu na cho bà chị khách quen của em ở Mộc Hóa, Long An. Thì hôm nay em đang chuẩn bị lên xe để cho thằng em của em mới đi giao. Còn em thì đi hỗ trợ kỹ thuật nhà vườn với lại đi xem vườn cái làm cái chuyện khác với bà con. Thì hôm nay cũng chia sẻ cho quý bà con về cái quy trình người ta làm na thì coi sẽ có những cái loại thuốc như thế nào, và đặc biệt thì cái quy cách của bên em sẽ làm như thế nào với bà con. Bên em á quý bà con, ví dụ như là không phải là cái cử thuốc nào thì em cũng để cho nó đúng liều rồi để cho em bán được nhiều thuốc. Em bên em rất là riêng biệt, cha em bà con làm như thế nào thì em chia sẻ cho bà con cái điều thực tế y như vậy. Em ví dụ như là quý bà con xài cái thuốc, chưa xài cái thuốc nhện đỏ với cái thuốc sâu kháng sâu độc bên em hoặc là nghiệp bên em á, thì cái vườn bà con đang bị bệnh nặng thì bà con sẽ xử lý là khoảng 2 cử, thì qua cử sau là em cũng đưa cái liều thuốc cho bà con là không cần phải sử dụng nữa, hoặc là bà con chỉ sử dụng là giảm 1/3 liều thôi, chỉ xài 1/3 liều thôi. Là tại vì cha em làm như vậy nên em chia sẻ cho bà con như vậy cho nó đỡ cái tốn kém của bà con mình ra. Thì đây là cái đơn hàng nguyên cả một cái quy trình làm trái na và nuôi trái luôn cho cái chị khách này ở Long An. Thì thật ra thì chị không phải mà tự nhiên chị lại tin tưởng em như vậy, tại vì chị đã mua thuốc nhện đỏ như gập sáp cũng như là cái thuốc phì trái bên em, và cái vụ này thì chị thu lại lợi nhuận rất là cao. Cái hàng loại 1 chị là trên 80%, chị bán cái giá cũng khá là cao, nên chị bây giờ là chị tin tưởng tuyệt đối bên em. Chị cứ lấy hết cái quy trình bên em luôn. Chị lúc đầu là chị gửi ít, nhưng mà cái phân này nó nặng quá nên gửi cái bưu điện thì nó cái phí nó cao, nên bây giờ là chị đặt nguyên cái quy trình luôn, thì bên em là sẽ vận chuyển tới cho chị. Thì giờ là xe em sẽ lên hàng xong rồi là ghé cái kho shop, là đi giao shop ở bên cái khách bên bên cánh Đồng Tháp luôn, Tâm Nông Đồng Tháp. Bữa hôm là bên gì nhá? À bên Tâm Nông Đồng Tháp, Tâm Hồng Đồng Tháp. Bữa hôm cái anh khách bữa hôm á, thì anh thiếu shop, anh kêu giao sẵn giao luôn, sẵn ghép xe đi luôn. Nữa. Rồi bây giờ như lấy giùm anh nè. Kali Canxi Bo 6 bao. Đó. 6 bao Kali Canxi Bo này. Cái Kali Canxi Bo này thì nó sẽ sử dụng trong cái giai đoạn là bà con quen như mà chứ. Quay trong cái giai đoạn là khi mà bà con cắt năm cái cành 5 ngày rồi, bà con gãi mà một cái cử Kali Canxi Bo này 200 g, rồi bà con tiếp theo là qua cái gãi xong rồi là bà con gãi tiếp là cái cử 16 16 8, và tùy vào cái cây của bà con mình ha, tùy vào cái cây của bà con mình. Thì nói chung là em sẽ chia sẻ cho bà con về cái quy trình. Em đã chia sẻ rất là kỹ rồi, những cái video trước đó bà con có theo dõi giùm em ha. Rồi 6 bao Kali Canxi Bo, MKB thì 2, 16 12. Cái này anh lấy giùm cưng cho, làm cho nó nhanh lên coi. Cái này để vô cái thuốc rồi. Túi đi. Rồi chưa? Khoan, để đọc kiểm hàng cho đúng để giao bánh thiếu mất công. Nhìn đỏ 10 chai nè. Nhện đỏ 10 chai. Nhện đỏ này bà con mình xài nó bất kỳ giai đoạn nào cũng được hết, nó quan trọng dữ lắm luôn. Cái vườn bà con mà mình muốn xử lý để trái á, trước tiên là cái vườn á, nó phải sạch. Phải sạch tuyệt đối luôn. Rồi canxi bò sữa 5 chai. Đây cái canxi bò sữa nè bà con. Canxi bò sữa này á, thì em chia sẻ cho quý bà con là khi mà cha em cắt cành từ 7 ngày á là trở về sau là cử nào cũng cách 7 đến 10 ngày là phun, cử nào cũng phun hết. Thì nó mới đậu trái cao, thì là đậu trái cao nha. Mà một cái chai này á là 1 lít mà xịt cho 800 lít nước nha bà con ha. Rồi thêm bỏ dầu dôi. Bỏ dầu dôi là 6 bịch. Mới có 3 bịch nè. Anh lấy thêm. Anh kêu lấy sao không lấy à? 3 bịch bỏ dầu dôi là 6 bịch nè. Rồi.